Em Lê Thị Liên, học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Đợt lũ lịch sử vừa rồi, nhà của em ngập đến 3 mét. Khi nước lên tới nóc nhà, bố mẹ và Liên đành bỏ hết để bảo toàn tính mạng. Rồi chợ con sống là sách vừa là bị hết cắp để trên trá là bơ hành trôi đi, hành được xuống mơ trôi đi. Đây là những gì ít ỏi còn lại của chị em Liên. Sách ướt sũng, vợ đã nhòa chữ, biết là khó có thể sử dụng lại, nhưng cả hai vẫn cố gắng vớt vát, bởi vì gia sản của bố mẹ cũng không còn gì nhiều. Chỉ cần ba mẹ rộng lên rút và vẫn có nhà cao cửa để chống lụt và chống bão. Các bạn đã được đi học đi, thì mình ở nhà một mình không được đi học. Con buồn thu bàn thu bè. Ba mẹ buồn. Thưa quý vị và các bạn, tôi... Sau lũ qua đi, không biết đường đến trường của các em sẽ như thế nào. Lương thực dự trữ trong nhà đã hết, tài sản hư hỏng vì ngâm nước quá lâu, nhà thì trong diện khó khăn. Nghĩ đến tương lai học hành của các con, chị Huyền không kìm được nước mắt. Gia đình cũng khổ, chứ sách vở cháu đồ ra cũng trôi hết rồi, lũ cũng trôi hết rồi, cũng không có gì. Cơn lũ vừa qua đã xô đổ mọi kỷ lục từ trước đến nay, khiến hơn 95.000 ngôi nhà ở Quảng Bình chìm trong biển nước. Hậu quả kéo theo là hàng ngàn em học sinh lâm vào cảnh ngộ như Liên. Hệ thống trường lớp cũng bị hư hại nhiều. Ngay lúc này, nếu không có sự giúp đỡ, thì có lẽ đường đến trường của các em sẽ gặp nhiều chông gai.